Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Thủ tướng Qatar, ông Abdurrahman Anthony hôm qua cho biết đã đề xuất cho một thỏa thuận có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn và thả các con tin bị giữ ở giải Gaza. Thỏa thuận đang được chuyển tới ban lãnh đạo của phong trào Hamas ở Palestine. Theo ông Anthony, nội dung cơ bản của đề xuất gồm tạm dừng 45 ngày giao tranh và thả 35 con tin Israel. Đối lại, Tel Aviv sẽ thả 4.000 tù nhân người Palestine đang bị giam trong các nhà tù ở Israel. Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Paris, Pháp với các quan chức Mỹ, Ai Cập và Israel, ông Anthony nói, chúng tôi đang ở một điểm tốt hơn so với vài tuần trước. Ông cho rằng những tiến bộ mới đạt được ít nhất sẽ đặt nền móng cho con đường phía trước. Chúng tôi hy vọng đề xuất sẽ đưa Hamas đến một nơi mà họ có thể tham gia tích cực và mang tính xây dựng. Chúng tôi không biết và không thể dự đoán phản ứng của Hamas và chúng tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số thách thức và trở ngại. Sau cuộc gặp của các bên ở Paris, Ngoại trưởng Mỹ Antony Lincoln cũng cho biết, rất quan trọng công việc hiệu quả đã được thực hiện, và có một số hy vọng thực sự trong tương lai hamas sẽ phải đưa ra quyết định của riêng mình tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng đó là một đề xuất hay trong một phản ứng phong trào hamas hôm nay nói rằng họ không nhất trí với bản đề xuất vì nó không bao gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn hamas và mặt trận nhân dân giải phóng palestine cũng nhắc lại rằng israel phải dừng cuộc tấn công và rút khỏi gaza trước khi diễn ra bất kỳ cuộc trao đổi tù nhân nào hiện israel chưa đưa ra phản ứng nhưng nước này lâu nay phản đối lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trong khi chờ đợi kết quả của cuộc đàm phán hòa bình Gaza, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua cho biết Ankara sẽ theo dõi chặt chẽ hành động của Israel, xem nước này có tuân thủ nghiêm túc phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ hay không trong vụ kiện của Nam Phi. Ông Erdogan đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều quốc gia để đơn kiện Israel phạm tội ác chiến tranh ở Gaza. Phát biểu tại sự kiện Akisir với tuổi trẻ diễn ra tại thành phố Akisir của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết Phán quyết sơ bộ của tòa án công lý quốc tế là điều chúng ta mong muốn, nhưng bấy nhiêu là không đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được những kết quả tốt hơn. Nhiều nước khác sẽ nối bước Nam Phi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang dần mất đi lợi thế và sẽ còn mất nhiều hơn nữa. ICJ ngày 26 tháng 1 đã ra phán quyết liên quan đến đơn kiện của Nam Phi về các buộc diệt chủng của Israel ở Gaza. Tòa yêu cầu Israel làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tình trạng thương vong, sự tàn phá và bất kỳ hành động diệt chủng nào ở Gaza. ICJ cũng tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ các động thái của Israel trong nhiều năm tới. Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nước khác đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với phán quyết của ICJ. Trong khi chiến tranh gây ra nhiều mất mát cho người dân ở Gaza, nhiều vùng đất khác của người Palestine đã bị người định cư Israel chiếm dụng. Nhằm cấp tiếng nói khẳng định hành động của người định cư Israel là bất hợp pháp, Nhà sách Educational do một gia đình ở Đông Jerusalem sở hữu, những ngày này đã bày bán các đầu sách trong đó nêu bật câu chuyện của người Palestine và chủ quyền của họ đối với vùng đất lịch sử. Tại nhà sách Educational, khách hàng được chào đón tới đọc và được khuyến khích tìm hiểu về lịch sử của một dân tộc đã và đang phải chịu những mất mát do chiến tranh. Anh Amas Muna, tổng giám đốc nhà sách cho biết: Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục quảng bá văn học Palestine các nhà văn Palestine nêu bật và làm sáng tỏ vấn đề Palestine trong câu chuyện của họ. Nhà sách do gia đình Muna sở hữu và điều hành là nơi bày bán hàng nghìn cuốn sách, bao gồm ẩm thực, lịch sử, văn học và nhiều hơn thế. Ahmed thường đến nhà sách trò chuyện với khách quen giống như những gì ông và cha của anh vẫn làm. Chị Tamara Tamimi, một khách hàng cho biết, nếu bạn thích sách thì làm sao bạn có thể không thích nơi này, đây là một nơi tuyệt đẹp, Việc sắp xếp được thực hiện theo cách các cuốn sách giới thiệu tất cả những nguồn kiến thức tuyệt vời để bạn cảm thấy rằng đây không chỉ là một địa điểm thương mại mà còn là một nơi có sứ mệnh cao cả. Cuộc tấn công của Israel vào vùng đất của người Palestine từ ngày 7 tháng 10, 2023 đến nay đã nhấn mạnh thêm sứ mệnh đó. Ông Mahmoud Muna, giám đốc phụ trách tổ chức các sự kiện của nhà sách cho biết, làm nổi bật những cuốn sách về Gaza là rất quan trọng bởi vì thực sự chúng tôi muốn kể câu chuyện có thật và theo cách nào đó để chống lại những thông tin sai lệch, dễ lan truyền. Khai trương vào năm 2009, Educational là nhà sách đầu tiên thuộc loại hình này ở Đông Jerusalem nhằm khuếch đại những tiếng nói về quyền của người Palestine. Nhà sách cũng hợp tác chặt chẽ với các tác giả trên khắp thế giới để trưng bày những cuốn sách mới nhất của họ. Đó là một cách nữa để gia đình Muna củng cố bản sắc văn hóa Palestine. Hôm nay, phía sau quầy sách có vợ của anh Ahmed và cậu con trai Imad 5 tháng tuổi. Ahmed hy vọng có thể truyền đạt cho con ý thức về mục đích của gia đình. Chúng tôi là những người Palestine, chúng tôi là những người dân Jerusalem, chúng tôi là chủ sở hữu của nhà sách này, chúng tôi ở đây để góp phần khẳng định sức sống của dân tộc. Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm, chúng tôi thích bán những cuốn sách, chúng tôi thích kể câu chuyện của mình. Câu chuyện của gia đình Muna là một câu chuyện đặc sắc đã được viết từ lâu và chắc chắn sẽ tiếp tục gây tiếng vang. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JCS Hàn Quốc cho biết hôm nay Triều Tiên đã phóng thử một số tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía Tây. Phụ phóng thử của Triều Tiên vào sáng nay diễn ra chỉ 2 ngày sau khi nước này phóng thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm từ bờ biển phía Đông. Trong một tin nhắn gửi tới báo giới, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận Triều Tiên phóng tên lửa vào khoảng 7 giờ sáng từ bờ biển phía Tây nước này. ACJ không nêu rõ số lượng tên lửa được phóng đi, nhưng nhấn mạnh, trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu bổ sung về hành động của Triều Tiên. Vụ phóng hôm nay là vụ phóng tên lửa hành trình thứ ba của Triều Tiên trong một tuần qua. Trước đó, ngày 28 tháng 1, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm Punwasan-331 mới được phát triển. Vụ phóng này diễn ra 4 ngày sau khi tên lửa chiến lược được thử nghiệm lần đầu tiên. Các quan chức quân sự Hàn Quốc tin rằng với việc đẩy nhanh các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình, Tiều Tiên mong muốn nâng cao hiệu suất của hệ thống vũ khí mới. Giới chức Mỹ hôm qua đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Venezuela. Một nguồn tin trong chính quyền Tổng thống Mỹ cho Biden cho biết, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela cũng có thể sẽ sớm hết hạn. Trong lần khôi phục lệnh trừng phạt đầu tiên, Bộ Tài chính Mỹ tối qua cho biết, từ ngày 23 tháng 1, mọi thực thể của Mỹ sẽ phải ngừng giao dịch với công ty khai thác vàng Minervan thuộc sở hữu nhà nước của Venezuela, động thái này diễn ra vài giờ sau khi một quan chức Mỹ cho biết, giấy phép mang số 44 do Bộ Tài chính ban hành nhằm khôi phục các giao dịch với ngành dầu mỏ của Venezuela sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 4, nếu bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập hàng đầu và các nhân vật đối lập khác vẫn không được phép tranh cử. Hồi tháng 12/2023, Mỹ đã quyết định giảm bớt các biện pháp trừng phạt Venezuela với điều kiện chính phủ Venezuela phải trả tự do cho một số tù nhân Mỹ, đồng thời nới lỏng các hạn chế đối với một số nhân vật đối lập. Vào tháng 12, 2023, Venezuela đã tiến hành trao đổi tù nhân với Mỹ, nhưng toán tối cao Venezuela vẫn giữ nguyên lệnh cấm tranh cử đối với bà Machado. Thưa quý vị, cảnh sát Brazil hôm qua đã tiến hành lục soát chín bất động sản của ông Carlos Bolsonaro, con trai của cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hoạt động lục soát là một phần trong vụ điều tra liên quan tới cáo buộc ông Carlos đã bí mật thu thập thông tin một cách bất hợp pháp về các đối thủ chính trị của cha mình trong thời gian ông Bolsonaro cầm quyền. Cảnh sát liên bang Brazil đã tiến hành lục soát bất động sản có liên quan đến ông Carlos ở thủ đô Brasilia và bang Rio de Janeiro. Mục tiêu của hoạt động điều tra lần này là tìm bằng chứng liên quan đến việc ông Carlos sử dụng nguồn tin từ cơ quan tình báo Brazil để phục vụ cho một tổ chức bất hợp pháp, chuyên giám sát các cơ quan công quyền và các chính trị gia. Tổ chức của ông Carlos cũng bị cáo buộc dùng công cụ định vị trong phần mềm gián điệp trên điện thoại để theo dõi các chính trị gia. Ông Carlos bị tình nghi giám sát các đối thủ chính trị của cha mình với sự trợ giúp của cựu giám đốc tình báo dưới thời ông Jair Bolsonaro là ông Alexander Tremendrum. Lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ DUP Jeffrey Donaldson của Bắc Ireland hôm nay cho biết đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Anh về việc thực hiện các quy tắc thương mại thời hậu Brexit. Bắc Ireland đã không có chính quyền được ủy quyền trong gần 2 năm sau khi DUP phản đối các quy tắc thương mại mà họ cho rằng đã tạo ra rào cản với phần còn lại của Vương quốc Anh và làm suy yếu vị trí của họ. Trong thông báo đưa ra hôm nay, ông Jeffrey Donaldson cho biết, đảng do ông lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận với chính quyền London. Ông Donaldson nêu rõ, gói biện pháp tổng thể sẽ tạo cơ sở để DUP đề cử các thành viên vào cơ quan điều hành Bắc Ireland. Ông Donaldson cho biết thêm, thỏa thuận mới đạt được dựa trên luật mới của Vương quốc Anh theo đó sẽ loại bỏ việc kiểm tra hàng hóa di chuyển trong Vương quốc Anh và lưu lại ở Bắc Ireland, đảm bảo khả năng tiếp cận không hạn chế cho các doanh nghiệp Bắc Ireland vào thị trường Vương quốc Anh. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu EC dự kiến sẽ đệ trình một kế hoạch khí hậu mới lên Nghị viện châu Âu vào tuần tới. Trong kế hoạch mới, đề xuất EC hướng tới việc huy động hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào 2050. Theo ước tính của Ban Cố vấn Khoa học thuộc Liên minh châu Âu, trước năm 2040, khối này phải cắt giảm phát thải ròng tới 90% so với mức được ghi nhận vào năm 1990, nếu muốn đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Theo IC, để đạt được mục tiêu đó, EU cần gói tài chính trị giá 1,5 ngàn tỷ đô euro, tương đương khoảng 1,6 ngàn tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong giai đoạn từ 2031 đến 2050. Theo EC, gói tài chính sẽ được chi cho các hoạt động giảm thiểu thiệt hại do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra. Bản đề xuất của EC cũng cho rằng việc giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp có thể giúp EU tiết kiệm 2,4 ngàn tỷ euro thiệt hại kinh tế và giảm khoảng 2,8 ngàn tỷ euro chi phí rồng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn từ năm 2031 đến 2050.